Nga sẽ xuất khẩu Zona cho khách hàng Đông Nam Á. Theo đại diện của KB Totmash, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Zona là một trong những mặt hàng chủ lực của đơn vị này. Nó có rất nhiều ưu điểm như là độ cơ động và tự động hóa cao, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết, không bị hạn chế bởi tầm bắn tối thiểu và có khả năng kháng nhiễu rất tốt. Tổ hợp phòng không Zona sử dụng đạn tên lửa đánh chặn 9M317 Zona R, được dẫn hướng thông qua cơ chế bám chùm tia laser phát ra từ khối quang điện đặt trên bề xoay. Mục tiêu của nó rất đa dạng, từ trực thăng, cường kích bay thấp cho tới cả tên lửa hành trình lẫn đạn pháo phản lực. Điểm đặc biệt nữa của Zona đó là nó có thể bắn khi đang hành tiến và bơi qua chướng ngại nước nhằm theo kịp đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới, bảo vệ mục tiêu trên mặt đất, mục tiêu cơ động. Hệ thống có thể triển khai sử dụng riêng rẽ hoặc phối hợp với mạng lưới phòng không nhiều tầng lớp. Với tầm bắn 10 km, trần bay diệt mục tiêu 5 km, Zona được xác định sẽ là phương tiện thay thế những tổ hợp 9K35 Strela 10M đã lạc hậu trong quân đội Nga. Ngoài ra, tiềm năng hiện đại hóa của Zona vẫn còn rất lớn. Không chỉ phục vụ trong quân đội Nga, nhà sản xuất KB Totmash còn thông báo rằng họ đang xúc tiến việc bán tổ hợp tên lửa phòng không này sang khu vực Đông Nam Á. Dĩ nhiên, mục tiêu cũng là để thay thế Strela 10. Ngoài việc phù hợp với chức năng để thay thế Strela 10, hệ thống phòng không Zona còn có một lợi thế cực lớn mà trong khu vực Đông Nam Á chỉ duy nhất Việt Nam nắm giữ trong tay. Điều này đến từ loại đạn tên lửa 9M317 cũng như khối quang điện để dẫn bắn, đều là loại tương tự đang được lắp đặt trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của chúng ta. Nếu lựa chọn Zona thì Việt Nam sẽ giảm được rất nhiều gánh nặng về công tác đảm bảo kỹ thuật. Không chỉ dừng ở đó, khi đã có một nền tảng với tên lửa Zona R, Việt Nam nhiều khả năng sẽ được Nga đồng ý cung cấp công nghệ để chế tạo tại chỗ, tương tự với trường hợp tên lửa hành trình chống hạm KH-35 Uran. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.